Harry Won lần đầu hé lộ tình duyên trắc trở, phải 3-4 người như vậy đi qua đời tôi rồi. Tối qua 27 tháng 6, tập 9 chương trình Quý Ông Đại Chiến mùa thứ 3 đã lên sóng, với nhiều tình tiết hấp dẫn và thú vị. Tham gia chương trình tuần này ngoài 4 quý cô quen thuộc là Harry Won, Ninh Dương Lan Ngọc, Hương Giang, Lâm Vĩ Dạ còn có thêm sự xuất hiện của Á hậu Hà Thu. Hà Thu, chờ đợi là một điều rất quan trọng trong tình yêu, đặc biệt là những tình yêu chưa đến được với nhau hoặc chưa tìm được tiếng nói chung. Tuy nhiên, tôi muốn hỏi các bạn rằng, có nên chờ đợi trong vô vọng hay không? Có những người cứ yêu thương một người, biết rằng không bao giờ có ngày mai nhưng vẫn cứ chờ. Trước câu hỏi này, Á hậu Hà Thu lên tiếng đầu tiên, chờ đợi thì phải có một điểm nào đó để biết mà chờ, còn đến được đó. Chờ mà mù mịt thì tôi không bao giờ chờ, chả để làm gì. Không bao giờ nên chờ đợi kiểu đó. Không đồng tình với quan điểm của Hà Thu, Ninh Dương Lan Ngọc phản đối, không. Tôi chắc chắn sẽ chờ và mãi chờ. Quyết tâm chờ cho đến khi nào tìm được người đàn ông của đời mình, dành cho mình. Ngay lập tức, Ninh Dương Lan Ngọc bị Hương Giang phản bác. Về việc chờ đợi, tôi đồng tình với Hà Thu hơn là Lan Ngọc. Không có tương lai thì không nên chờ đợi làm gì. Riêng Harry Won lại tỏ ra sâu sắc hơn các đàn em của mình. Cô chia sẻ, trong cuộc đời tôi đã có sự chờ đợi, nhưng trong khi chờ đợi, tôi vẫn luôn phải chuẩn bị mọi thứ để chào đón cơ hội mới sắp tới với tôi. Tôi nghĩ, không chỉ tình yêu mà trong tất cả mọi vấn đề liên quan tới việc chờ đợi. Nếu cảm thấy có khả năng, có tương lai thì hãy chờ đợi. Nếu nhìn phía trước tối thùi lui, cảm thấy mù quáng thì chờ đợi để làm gì? Riêng tôi phải sống cho bản thân tôi, yêu bản thân tôi. Nếu biết yêu bản thân mình thì cái gì tích cực cũng sẽ tới với mình. Sau khi nghe các quý cô bày tỏ quan điểm, MC Thành Trung đúc kết lại, hãy yêu thương, hãy chung thủy, hãy chờ đợi, nhưng hãy dùng lý trí sáng suốt để đạt tới điều chúng ta mong muốn. Theo luật chơi, ở mỗi tuần chương trình sẽ có 5 chàng trai tham dự. Tại đây, họ phải trải qua một vài thử thách. Trong đó, đáng chú ý nhất là thử thách trả lời câu hỏi tình huống. Qua đó, cả các chàng trai lẫn quý cô ngồi dưới đều được dịp bộc lộ quan điểm, câu chuyện của mình. Chẳng hạn, chàng trai số 3 mang tên Nguyễn Phương Nam, sau khi nhận được câu hỏi bạn đã bao giờ ghen khi người yêu cũ có người yêu mới, chưa? Đã trả lời một cách thành thật. Trường hợp của tôi khá bi hài, đa số người yêu cũ của tôi sau khi chia tay tôi vài 3 tháng là đi lấy chồng hết, nên tôi còn chả kịp ghen. Tôi phải yêu đến 4 người như vậy rồi, câu trả lời này của Nguyễn Phương Nam khiến mọi người phải bật cười, nhưng riêng Harry Won lại tỏ ra đồng cảm. Cô tiết lộ câu chuyện của mình, tôi cũng từng bị giống bạn này. Tôi từng quen vài chàng trai mà chia tay chưa được bao lâu, bạn trai tôi đi lấy vợ liền, phải 3-4 người như vậy từng đi qua đời tôi rồi. Tiết lộ này của Harry Won càng khiến mọi người thêm bất ngờ. Ít ai biết tình trường của Harry Won lại trắc trở như vậy. Tiếp đó là câu hỏi dành cho chàng trai số 5 mang tên Hoàng Trương, bạn đã từng nhắn nhầm cho người khác chưa? Sau khi Hoàng Trương trả lời xong, Hương Giang cũng hào hứng tiết lộ câu chuyện của mình. Cô nói, tôi là người rất hay nhắn nhầm, điển hình nhất là nói xấu một người nhưng lại nhắn thẳng cho người đó luôn, rất xấu hổ. Ngày xưa Facebook chưa có chức năng gỡ tin nhắn. Có lần tôi nhắn tin nói xấu người yêu với bạn mình, nhưng vì trong đầu cứ nghĩ đến người yêu nên gửi nhầm tin nhắn tới chính anh ấy. Lúc đó tôi bấm gửi đi rồi nên không có cách nào gỡ được. Tôi thấy người yêu chưa đọc được tin nhắn nên vội block luôn Facebook để khỏi đọc luôn. Người yêu tôi ngay sau đó liền gọi điện cho tôi hỏi vì sao lại block. Đến khi ấy, tôi mới thú nhận mọi chuyện và giải quyết êm xuôi. Nhấn nút subscribe để luôn nhận được những tin mới nhất.